Xin kính chào các quý khán giả của Bí quyết thành công. Các bạn có nghĩ rằng chúng ta gọi khách hàng là vua hay là thượng đế là quan trọng? Đương nhiên là không rồi các bạn ạ. Quan trọng nhất là cách mà chúng ta đối xử như thế nào với khách hàng của mình. Các bạn còn đang suy nghĩ rằng chỉ nên tập trung vào việc tìm kiếm khách hàng mới mà bỏ quyền khách hàng cũ hay không? Nhưng những ai còn đang có suy nghĩ như vậy thì thật là sai lầm. Khi mà những khách hàng cũ họ đã đem đến rất nhiều cơ hội để chúng ta có thể gia tăng doanh số và lợi nhuận hơn. Trong khi đó thì các bạn có nhận ra rằng chi phí để có được một khách hàng mới ngày càng tăng hay không? Câu chuyện mà Bí quyết thành công muốn kể với các bạn sẽ chỉ cho chúng ta thấy được triết lý kinh doanh vô cùng sâu sắc từ ngàn đời để lại thông qua tiệm cháo của người Hoa. Từ đó các bạn sẽ có thể hiểu được khách hàng chính là tài sản quý giá nhất mà một doanh nghiệp đang sở hữu. Bí quyết thành công là nơi mà các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí quyết thành công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí quyết thành công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh và sớm nhất. Câu chuyện ngày hôm nay là về một phóng viên nọ đến phỏng vấn một ông chủ tiệm cháo người Hoa cho một cuộc khảo sát về mô hình kinh doanh. Phóng viên đến hỏi chủ tiệm: "Thưa ông, trước khi bán cháo thì ông đã làm gì?" Chủ tiệm chia sẻ rằng: "Ngộ bưng cháo cho chàng ngộ bán." Phóng viên lại hỏi tiếp: "Vậy cửa hàng này đã có bao nhiêu năm?" Chủ tiệm đáp: "Không có năm, chỉ có đời, mấy đời lận. Bảo cố ngộ bán cháo, ông nội ngộ bán cháo, cha ngộ bán cháo, ngộ bán cháo, con trai ngộ bán cháo." Phóng viên ngạc nhiên đáp: "Trời ơi, không có gì khác ư?" Chủ tiệm lại đáp: "Khác chứ, ngày trước có một cửa hàng ở Quảng Châu, bây giờ có 2 cái ở Sài Gòn, 3 cái ở Hoa Kỳ, 4 cái ở Úc." Phóng viên lại trầm trồ hỏi rằng: "Người ta thành công thì sẽ cho con cái làm giám đốc, còn ông?" Chủ tiệm trả lời: "Ngộ có thành thì vẫn cho con làm chủ cửa hàng." Phóng viên lại hỏi tiếp: "Ông không muốn chúng đi học sao?" Chủ tiệm nói: "Muốn nhiều. Con ngộ một đứa có bằng thạc sĩ kinh doanh cháo, đứa khác lại vừa bảo vệ luận án tiến sĩ cơm." Phóng viên lại hỏi: "Ở trong bếp à?" Chủ tiệm trả lời: "Ở Đại học Harvard, Mỹ." Phóng viên vẫn tỏ vẻ khó hiểu nên hỏi tiếp: "Học xong chúng nó về đâu, thành ông gì?" Chủ tiệm thản nhiên trả lời: "Về nhà này, thành người rửa bát cho papa chúng." Phóng viên lại trố mắt ra hỏi tiếp: "Ông gọi khách hàng là vua hay thượng đế?" Chủ tiệm bình thản nói: "Gọi là gì không quan trọng, quan trọng là đối xử thế nào với họ." Phóng viên lại hỏi chủ tiệm rằng: "Truyền thuyết kể lại rằng nhiều tỷ phú người Hoa đưa lên từ một thùng đậu vọng rang, đúng không?" Chủ tiệm chân thành nói: "Không, nhưng ngày đầu tiên làm sao có tới cả thùng, chỉ vài trăm hột thôi." Phóng viên lại hỏi: "Có tiền mà ông mặc bộ đồ vải thô thế này à?" Chủ tiệm nhẹ nhàng trả lời: "Dạ, người vô đây chủ yếu là người bình dân, họ sẽ còn vô nếu thấy chủ tiệm cũng giống như họ." Phóng viên tiếp tục hỏi ông chủ tiệm: "Lý do gì khiến người Hoa hay chọn kinh doanh ăn uống?" Chủ tiệm thưa: "Đơn giản, chỉ vì kinh doanh đó phục vụ cái bụng con người. Nếu phục vụ cái đầu sẽ phát sinh ra nhiều rắc rối lắm." Phóng viên lại hỏi thêm: "Ông bán cháo tim gan mà sao sáng ra ông toàn ăn cháo trắng với củ cải muối?" Chủ tiệm trả lời rằng: "Dạ, nếu ngộ cứ ăn cao hơn khả năng của ngộ thì thế nào cũng tới lúc ngộ phải nhảy vào nồi cháo." Phóng viên hỏi thêm: "Chắc là ông ít vay vốn ngân hàng." Chủ tiệm thẳng thắn trả lời rằng: "Nhà băng có tiền, không bao giờ có cách dành cho người nấu cháo mượn cả." Phóng viên đói quá liền hỏi chủ tiệm: "Bây giờ tôi muốn ăn một tô, nhưng tôi chưa có tiền, mà thanh toán được không thưa ông?" Chủ tiệm vui vẻ đáp: "Dạ, không phải ngày mai, mà 20 năm sau cũng được." Phóng viên lại ngạc nhiên một lần nữa hỏi: "Nhưng lúc ấy lãi suất thế nào?" Chủ tiệm vẫn nhẹ nhàng trả lời: "Dạ, lãi là ông luôn nghĩ tới hàng cháo này, đấy mới là lãi to." Qua câu chuyện kinh doanh từ bán cháo của người Hoa ở trên, nghe đến đây chắc chắn các bạn đã hiểu ra được triết lý sâu sắc. Đó chính là để phát triển việc kinh doanh thì các doanh nghiệp thường có xu hướng tập trung vào việc tìm kiếm khách hàng mới hoặc là mở rộng phân khúc thị trường. Nhưng thu hút sự chú ý và chăm sóc khách hàng hiện tại, khách hàng cũ mới là một vấn đề hết sức quan trọng và rất cần thiết để giúp cho doanh nghiệp của bạn có thể phát triển bền vững. Nếu doanh nghiệp chỉ tập trung vào việc tìm kiếm khách hàng mới mà bỏ quên đi khách hàng cũ,
họ có thể bỏ phí rất nhiều cơ hội gia tăng doanh số. Ấy vậy mà rất nhiều người vẫn không nhận ra rằng khách hàng cũ rất quan trọng. Họ lại lựa chọn chiến lược kinh doanh, bỏ con tôm hùm để bắt con tép riu. Nghe đến đây thì chắc chắn nhiều người nghĩ tôi đang có vấn đề. Thế nhưng bí quyết thành công tin rằng vẫn có ai đó đang bỏ con tôm hùm để bắt tép riu mỗi ngày. Đôi khi chúng ta mặc định cuộc sống là tiến lên phía trước nên đã bỏ lại sau lưng nhiều thứ vô cùng giá trị. Giống như trong kinh doanh, ta cũng nghe được nhiều điều đó là phải cải tiến, phải phát triển, phải đổi mới, nhưng lại bỏ qua những thứ truyền thống, rồi dần dần những món đồ cổ đó ngày càng đắt giá hơn. Nhiều người chỉ chú tâm đến làm sao để phát triển khách hàng mới, nhưng phần chăm sóc khách hàng cũ lại không được quan trọng. Các bạn đừng quên rằng, trung bình một năm, một doanh nghiệp sẽ mất đi khoảng 10% lượng khách hàng cũ. Trong khi đó, chi phí khai thác một khách hàng mới sẽ tốn gấp 5 đến 7 lần chi phí duy trì một khách hàng cũ. Theo một nghiên cứu của Cục Quản lý các doanh nghiệp nhỏ cùng với Phòng Thương mại Hoa Kỳ, cho rằng chi phí để có được một khách hàng mới tốn gấp từ 5 đến 7 lần so với chi phí duy trì khách hàng hiện có, và con số này vẫn không ngừng tăng lên. Trở thành động cơ quan trọng đòi hỏi các doanh nghiệp ở quy mô phân bổ kinh phí của mình cho các chiến lược giữ chân khách hàng khác nhau. Hơn nữa, trường kinh doanh công bố rằng cứ tăng tỷ lệ duy trì khách hàng lên 5% thì có thể tăng tỷ lệ lợi nhuận lên đến 25-95%. Vậy mà nhiều bạn lại thích tốn thật nhiều tiền để có khách hàng mới, chứ nhất định không chịu tốn ít tiền để giữ chân một khách hàng cũ. Đó chỉ là vì những tiện ích của việc tái bán cho khách hàng cũ, chưa nói đến vì bạn chăm sóc quá tốt nên khách hàng nợ bạn một ân tình. Để rồi bạn triển khai các chiến lược búp xe nở, nghĩa là khách hàng giới thiệu khách hàng thì bạn sẽ càng thành công hơn. Có câu, đừng làm marketing, hãy để khách hàng làm điều đó thay bạn. Câu này muốn nhắn nhủ rằng, kinh doanh hiệu quả nhất chính là khách hàng giới thiệu khách hàng. Các bạn sẽ có thể giảm thiểu chi phí, tăng niềm tin khách hàng và giá trị thương hiệu cũng sẽ tăng. Chăm sóc khách hàng thực sự là một vũ khí quyền năng. Ai làm dịch vụ cũng phải hiểu, chăm sóc khách hàng không còn là cỗ máy quy trình nữa, mà phải là thấu hiểu và mang lại niềm vui cho khách hàng. Còn người ta xài tiền là để được vui, chăm sóc khách hàng đơn giản là nụ cười, là lời hỏi thăm, là nhớ tên khách, là hiểu nỗi lòng của khách, là đoán trước được tâm lý của khách, hay là ghi nhớ thói quen của khách, ân cần hỏi han, là xuất hiện đúng lúc khách hàng cần. Hoặc có thể sẽ giải quyết khiếu nại nhanh chóng và đúng đắn, biết tạo cảm xúc thăng hoa khi trải nghiệm dịch vụ. Đó là tất cả những sự hân hoan tác động đến năm giác quan của khách hàng. Thế nhưng nói thì dễ, làm mới lại khó. Thế nhưng hãy cứ làm đi, nghĩ nó khó, nó sẽ khó. Bắt tay vào làm thì mọi việc sẽ dễ hơn mình ngồi đó mà tưởng tượng. Hãy chăm sóc khách hàng bằng chính tình yêu thương. Chăm sóc khách hàng bằng tình yêu thương cũng chính là một chiến lược quyền năng. Và đừng bỏ qua tôm hùm. Vậy tại sao khách hàng lại bỏ đi? 68% khách hàng rời bỏ một thương hiệu vì họ không hài lòng với những dịch vụ mà họ nhận được. 14% khách hàng rời bỏ một thương hiệu vì họ không hài lòng với sản phẩm mà họ mua. 9% khách hàng rời bỏ một thương hiệu để tiến hành giao dịch với một đối thủ cạnh tranh. Theo số liệu thống kê cho thấy, khách hàng rời bỏ một thương hiệu không phải vì sản phẩm cụ thể mà họ đã mua, mà chủ yếu là do chất lượng dịch vụ mà họ nhận được. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là làm như thế nào để khiến khách hàng trung thành với cửa hàng của bạn hơn? Sau đây thì bí quyết thành công muốn chia sẻ với các bạn về chiến thuật khiến khách hàng cũ quay trở lại. Có thể nói những lợi ích của việc bán hàng cho khách hàng cũ đó là tốn ít chi phí hơn. Nếu chúng ta tăng 2% trong việc giữ chân khách hàng cũ sẽ giúp bạn cắt giảm 10% chi phí trong lợi nhuận. Chỉ riêng lý do đó đã đủ để bạn tập trung vào khách hàng hiện tại của mình. Khách hàng mua hàng càng nhiều lần thì mối quan hệ của bạn với khách hàng lại càng tốt. Và chính họ sẽ là người giới thiệu giúp bạn có thêm những khách hàng mới. Và sau đây sẽ là 7 chiến thuật giúp các bạn có thể giữ chân khách hàng cũ và làm họ mua hàng của bạn thường xuyên hơn. Công việc đầu tiên đó là mỗi lần giao dịch, chúng ta nên lưu thông tin khách hàng. Tại sao lại như vậy? Lưu giữ thông tin khách hàng và lịch sử mua hàng sẽ giúp bạn nắm được thói quen mua sắm của khách và thực hiện các hậu mãi. Ví dụ như là đổi trả hoặc là được bảo hành tốt hơn. Ngày nay, điện thoại di động hay máy tính thì đã quá phổ biến, nên các bạn chỉ cần lưu số điện thoại để xác nhận về sau mà không cần phải bắt khách hàng giữ hóa đơn hoặc là làm thẻ thành viên. Rất tiện cho khách và giảm cả chi phí cho mình nữa. Lời khuyên của bí quyết thành công đối với các chủ cửa hàng là hãy triển khai phương thức quản lý khách hàng bằng phần mềm. Điều này cho phép bạn quản lý thông tin, quản lý dữ liệu khách hàng một cách chính xác và tiện lợi nhất.
Nếu các bạn không thích những quy trình rườm rà mất thời gian, và hiển nhiên khách hàng của bạn cũng như vậy. Thế nhưng trên tất cả, hãy nhớ không nên để lộ thông tin khách hàng ra ngoài và phải đảm bảo được quyền riêng tư của khách các bạn nhé. Một điều dễ dàng nhận thấy đó là khách hàng thường tiến hành kinh doanh với các cá nhân mà họ tin tưởng. Nhưng bước đầu thiết lập được sự tin tưởng ấy sẽ khá khó khăn. Một nghiên cứu của tạp chí quản trị kinh doanh châu Phi cho thấy rằng, khi lòng tin giữa khách hàng và một thương hiệu tăng lên, thì sự cam kết của khách hàng cùng lúc sẽ mạnh hơn. Và điều thứ hai, chúng ta nên thực hiện một chương trình khách hàng trung thành. Với thông tin khách hàng lưu trữ, các bạn có thể thực hiện các chương trình khuyến mãi hoặc là trao thưởng cho những khách hàng mua hàng thường xuyên. Điều đó giúp cho bạn tăng thêm lượt giao dịch từ khách hàng. Đồng thời, việc này cũng khuyến khích các khách hàng hiện tại mua hàng nhiều hơn nữa. Các doanh nghiệp nên nghiên cứu và tìm hiểu khách hàng tiềm năng của mình để khám phá những giá trị mà họ chia sẻ, cũng như để hiểu được vai trò của mình trong giá trị ấy. Khi thực hiện chính sách ưu đãi dành cho khách hàng, các bạn sẽ khuyến khích họ quay trở lại cửa hàng của mình và hình thành thói quen mua sắm cho họ. Chi tiết của những ưu đãi dành cho khách hàng sẽ căn cứ vào quy mô kinh doanh, tình hình tài chính, những sản phẩm và đối tượng khách hàng. Kinh doanh không còn đơn thuần là cung cấp dịch vụ nữa. Các doanh nghiệp cần phải nhất quán và khiến mình trở nên nổi bật giữa các đối thủ để truyền đi thông điệp của mình và giữ chân khách hàng. Điều thứ ba là các bạn hãy thường xuyên gửi email hoặc là tin nhắn định kỳ cho khách hàng. Danh sách email hay số điện thoại của bạn là một công cụ quan trọng cho việc duy trì và xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại của bạn. Email tin nhắn đã tự chứng minh bản thân mình là một trong những kênh giao dịch hàng đầu cho ngành thương mại điện tử. Chiến lược thứ tư đó chính là tạo niềm vui và ngạc nhiên cho khách hàng. Tùy vào điều kiện thích hợp, tổng hợp sản phẩm và lợi nhuận của các bạn, hãy gửi một món quà nho nhỏ từ khách hàng tốt nhất của bạn. Đó có thể là một cách tuyệt vời để nhắc nhở họ quay trở lại. Đôi khi chỉ là một món quà nhỏ nhỏ như một bưu thiếp chúc mừng sinh nhật, một phiếu giảm giá cho lần mua hàng tới, thế nhưng cũng đủ để làm cho khách hàng của bạn hài lòng và tiếp tục mua hàng. Cái gì ngạc nhiên thì sẽ nhớ lâu hơn nữa, thế nên hãy cố gắng khai thác điều này. Mạng xã hội là một công cụ rất tốt để nuôi dưỡng mối quan hệ của bạn và khách hàng. Điều thứ năm là hãy kết nối các mạng xã hội và đăng bài thường xuyên hơn. Những người chọn like hoặc follow trang cửa hàng của bạn thường là những người quan tâm đến sản phẩm của bạn. Họ muốn được nghe nhiều hơn về thông tin sản phẩm, chính sách giảm giá. Vì vậy, bạn phải sử dụng các kênh này thường xuyên hơn để giữ kết nối của bạn với khách hàng, đồng thời giúp giữ chân khách hàng cũ tiếp tục mua hàng từ bạn. Tuy nhiên thì Facebook chỉ gửi bài đăng của bạn đến 5-10% tổng số fan của bạn mà thôi. Điều này có nghĩa là các bạn cần phải đăng bài thường xuyên hơn để đảm bảo tất cả khách hàng của mình đều có thể nhận được những thông tin mới nhất về sản phẩm hay là về cửa hàng của mình. Chiến lược tiếp theo, chiến lược thứ 6, đó chính là thực hiện các chính sách chiết khấu và tín dụng để giữ chân khách hàng cũ. Các bạn cần phải cẩn thận với việc chiết khấu sản phẩm của mình. Đối với người bán hàng, việc lợi nhuận cần phải tính toán chặt chẽ, và nếu khách hàng quen với việc chiết khấu của bạn thì họ sẽ mong đợi nhiều hơn trong những lần giao dịch tới. Tuy nhiên thì việc chiết khấu cũng là một việc làm khá hiệu quả để lôi kéo khách hàng cũ trở lại. Nhưng bên cạnh đó, tặng điểm tín dụng cho khách hàng có lẽ lại là một cách tốt hơn. Thay vì bạn giảm giá 10.000 cho mỗi sản phẩm thì bạn có thể tặng họ 10.000 tiền ảo vào tài khoản. Và tiền này thì có thể sử dụng để thanh toán trong những lần giao dịch tới. Tại các khoản tín dụng làm cho khách hàng của bạn cảm thấy họ cần phải tiêu, nếu không họ sẽ lãng phí số tiền đó. Và muốn tiêu nó đồng nghĩa với việc họ sẽ phải tiếp tục quay trở lại mua hàng từ các bạn. Và việc làm cuối cùng đó là hãy gửi mail đúng nơi, đúng lúc và đúng sản phẩm. Sản phẩm nào rồi cũng có tuổi thọ của nó. Vì vậy, thực hiện việc gửi email cho khách hàng đúng lúc sản phẩm sắp hỏng cũng là một cách rất tốt để mang khách hàng quay trở lại. Mình xin lấy ví dụ như sau. Các bạn biết một sản phẩm của mình có thời gian sử dụng khoảng 4 tháng. Hãy thiết lập một email gửi tới khách hàng mua nó sau 4 tháng kể từ lần giao dịch trước của khách hàng. Gửi thông điệp đúng lúc đến đúng người là một chiến thần khá hoàn hảo trong việc mang những khách hàng cũ trở về với cửa hàng của bạn. Hiện nay thì việc cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng một khốc liệt hơn. Trong khi đó, xét về khía cạnh sản phẩm, từ những sản phẩm công nghệ mới như điện thoại thông minh cho đến ngành viễn thông hay ngân hàng, thì chất lượng sản phẩm về cơ bản là gần như nhau. Vì vậy, để được khách hàng lựa chọn và gắn bó, các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến khách hàng nhiều hơn. Nếu như trước đây, chỉ khi bán hàng xong mới chăm sóc, thì đến nay phải chăm sóc cả trước, trong và sau khi bán. Đây chỉ là một trong số hàng trăm cách để tăng cường hiệu quả của dịch vụ khách hàng và hoạt động truyền thông nhằm giúp các bạn xây dựng được lòng trung thành nơi khách hàng của mình.
Bí quyết thành công mong rằng qua video ngày hôm nay, các bạn sẽ hiểu thật rõ về giá trị của một khách hàng cũ so với một khách hàng mới thông qua câu chuyện triết lý kinh doanh từ quán cháo của người Hoa.